Chào các bạn, bây giờ cô Trang sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt ID sách cũng như hướng dẫn các bạn học khóa tổng ôn ngữ pháp 10. Bạn thân mến, đầu tiên các bạn sẽ truy cập vào trang moon.vn thì các bạn sẽ nhìn thấy giao diện như thế này. Các bạn sẽ nhìn vào góc bên phải của màn hình. Các bạn kích vào đăng nhập. Tại đây thì các bạn sẽ thấy hiện ra hai mục đó là đăng nhập và đăng ký với các bạn chưa có tài khoản môn thì các bạn sẽ kích vào mục đăng ký để tạo tài khoản môn. Thế còn những bạn mà đã có tài khoản rồi thì các bạn sẽ kích vào mục đăng nhập. Ví dụ như cô cho anh đã có tài khoản rồi thì cô sẽ kích vào mục đăng nhập. Sau khi đăng nhập xong thì các bạn lại truy cập vào, các bạn kích vào avatar. Thì ở tại đây các bạn sẽ kéo xuống dòng thứ ba, kích vào mục kích hoạt sách ID tại đây bạn sẽ thấy hiện ra hai dòng đó là nhập mã kích hoạt mã kích hoạt này là mã mà khi các bạn đăng ký khóa học thì bên page khi mà duyệt các bạn vào nhóm đã cung cấp cho bạn cái mã này đây là áp dụng đối với các bạn đăng ký một khóa tổng ôn từ vựng ngữ pháp 10. thế còn với những bạn mà đăng ký cả một lộ trình combo thì khi các bạn kích hoạt thì các bạn sẽ kích hoạt đồng thời tất cả các khóa rồi thì các bạn sẽ không cần phải làm lại bước này nữa nhé bây giờ các bạn sẽ nhập cái mã kích hoạt vào mã kích hoạt của cô như sau một hai hai tám hai ở dòng thứ hai là nhập id sách id sách chính là cái dòng id ở trên bìa cái cuốn sách tài liệu khoa học tổng ôn từ vựng ngữ pháp số 10 id sách là hai tám chín ba rồi sau đó các bạn sẽ ấn vào kích hoạt. Vậy là chúng ta đã kích hoạt thành công khóa học tổng ôn từ vựng ngữ pháp số 10. Bạn thân mến, bây giờ các bạn sẽ kích vào cái mục là tổng ôn từ vựng ngữ pháp số 10. Thì bạn sẽ nhìn thấy đây chính là giao diện của khóa học. Thì trong cái giao diện khóa học này bạn sẽ nhìn thấy mục đầu tiên đó là mục hướng dẫn. Thì trong cái mục hướng dẫn này của cô cho anh sẽ có hai cái phần hướng dẫn. Thứ nhất đó là cái hướng dẫn luyện nghe đối với cái khóa ôn chuyên học sinh giỏi này thì với những bạn nào là đối tượng ôn chuyên học sinh giỏi thì các bạn sẽ kích để xem và bạn sẽ xem cái hướng dẫn luyện nghe và bạn làm theo thế còn nếu những bạn mà không có mục tiêu ôn chuyên học sinh giỏi thì bạn có thể bỏ qua cái mục là hướng dẫn luyện nghe này sau đó thì bạn sẽ thấy có một cái phần là video hướng dẫn học chính là cái phần video mà cô đang quay này thì cô sẽ để vào cái mục hướng dẫn này mục thứ hai của khóa học chính là mục tài liệu khóa học thì ở cái mục tài liệu khóa học này thì bạn sẽ thấy được là ở trong này mình sẽ thấy là có cái phần đó là phần bảng từ theo bài theo tuần và bài tập bổ trợ theo tuần thì toàn bộ cái mục tài liệu khóa học này thì cô cho anh có cung cấp cái file PDF thì các bạn có thể kích vào đó các bạn có thể tải được đây ví dụ như là bảng từ tuần 1 các bạn sẽ kích vào cái chữ đây lại lúc bạn có thể tải được cái tài liệu của tuần 1 về Tương tự như vậy thì với cái mục bài tập bổ trợ cũng sẽ tương tự như vậy. Các bạn cũng sẽ kích vào, vào để các bạn sẽ tải cái file về. Thì ngoài cái mục tài liệu khóa học ra thì bạn sẽ quan tâm tới cái mục Bạn thân mến, bạn nhìn xuống dòng dưới thì bạn sẽ thấy là bài tập tuần 1, tuần 2, tuần 3, tuần 4 đến tuần số 16 Thì toàn bộ cái nội dung mà từ tuần 1 đến tuần 16 này Nó sẽ tương ứng với cái nội dung trong sách của bạn Thì cái bài tập này là cái bài tập mà cô cho anh chia theo tuần thì đây là cái bài tập chính trong khóa của chúng ta Là cái hạng mục bài tập mà chúng ta sẽ bắt buộc phải làm và lục bài hàng ngày Và đây chính là cái phần nội dung chấm chuyên cần của khóa Tức là các bạn sẽ phải làm bài và lục bài theo lịch như này Nếu như trong một tuần mà có từ ngày thứ hai trở lên các bạn không làm và lục bài Thì các bạn sẽ bị mời khỏi nhóm và khi các bạn bị loại khỏi nhóm thì các bạn sẽ không được hoàn học phí, các bạn lưu ý nhé cô cho anh đề ra cái quy định này để mà bắt buộc các bạn phải chăm chỉ để các bạn theo sát đúng với cái lộ trình mà cô cho anh vạch ra để tốt cho các bạn tôi, chứ bản thân cô cho anh thì không muốn loại bạn nào ra khỏi nhóm cả nhưng đó là một cái lỗi quy để mà cô quản lý các bạn nhờ bạn thân mến ở trong một cái bài tập hàng ngày này thì bạn sẽ thấy nó có những mục sau thứ nhất nó là mục bảng từ đây chính là cái phần bảng từ cái dạng pdf lúc trước ấy cô cho anh đã Uh, đưa nó dưới cái dạng flashcard như này thì trong cái mục này thì bạn có thể học từ nghĩa là bạn sẽ học từ thứ nhất là qua hình ảnh này yeah. qua cái từ đó được đọc là gì thì bạn sẽ kích vào cái loa này để biết là cái từ đó được đọc là gì thì bạn sẽ lật cái mặt sau nó sẽ là cái phần nghĩa và cái phần ví dụ minh họa yeah. rồi nếu bạn muốn xem cả danh sách từ ngày hôm nay thì bạn sẽ kích vào cái mục danh sách từ này nhá yeah. rồi Thế còn nếu như bạn muốn kiểm tra Ví dụ như sau khi em lật hết Nếu em học hết từ vựng này Giờ thì em sẽ có thể vào cái mục học Giờ vào cái mục học này thì nó sẽ có rất là nhiều Những cái dạng bài tập thiết kế Để giúp cho em có thể củng cố cái vốn từ Giờ Đây cũng là một cái cách học từ vựng rất là hay Rồi đấy là cái phần Về từ vựng Giờ Ngoài cái phần về từ vựng ra thì hàng ngày của chúng ta sẽ còn cái phần đó là phần về cấu trúc. Thì cái phần cấu trúc này cô cũng trình tập bày dưới cái dạng flashcard như này. Yeah, và cũng sẽ có cái danh sách cái cấu trúc như này để cho chúng ta học phần này các bạn không phải chép ra nữa bởi vì là cô Trang anh có cung cấp cái bảng PDF cho các bạn rồi nhớ yeah. rồi sau khi các bạn học từ vựng các bạn học cấu trúc xong thì các bạn sẽ bước vào làm bài tập bạn thân mến khóa tổng ôn từ vựng ngữ pháp 10 là khóa mà dành cho những bạn mà đã nắm chắc được kiến thức về từ vựng ngữ pháp cơ bản rồi nên là về cái khóa này chúng ta sẽ không học lại lý thuyết nữa mà chúng ta sẽ là tổng ôn tập về từ ngữ pháp thông qua những cái dạng bài có trong đề thi. Trong cái quá trình chúng ta tổng ôn đó thì chúng ta sẽ củng cố lại cái vốn kiến thức của mình. Tức là như nào? Tức là trong cái quá trình mà em tổng ôn em thấy cái phạm trù đó mình vẫn còn nắm chưa chắc thì em sẽ học lại cái phạm trù đó. Ví dụ những bạn mà đã theo cô ở bên khóa chuyên đề thì bạn sẽ học lại cái phạm trù đó bên khóa chuyên đề. Hoặc là các bạn có thể tham khảo cái phạm trù ngữ pháp đó trong các cuốn sách ngữ pháp hoặc trong những cái phần video về cô dạy ngữ pháp trong cái phần video cô dạy ngữ pháp đó ở trên YouTube. giờ sau khi chúng ta học xong cái bảng từ cấu trúc Thực ra cái phần bảng từ cấu trúc chính là cái phần bổ trợ Để giúp em có thể làm được bài tập ngày hôm đó Thì bạn sẽ kích cho cô vào cái phần bài tập ngày này Trong cái phần bài tập ngày này Thì bạn sẽ kích cho cô Ví dụ bạn sẽ thấy có cái phần đề thi hiện như này giờ thì Ví dụ là với cái câu số 1 Em chọn đáp án gì thì em sẽ kích vào đó Ví dụ cô chọn ý C thì em nhớ cô là sau khi mà chúng ta chọn xong ấy thì nó sẽ không được hiện đáp án như này đâu. đây là vì cô cho anh mở trước để cô cho anh quay video cho em để cho em tưởng tượng là cái nội dung học của mình thôi. chứ còn bình thường khi mà em làm xong ấy thì em sẽ ấn vào cái chỗ lột bài. Nhờ hoặc em không, cần ấm, em không cần ấn vào lột bài cũng được hệ thống sẽ tự động lưu kết quả của em sau khi em làm xong thì em sẽ biết được điểm của em là bao nhiêu luôn Nhưng mà cái cái đáp án thì em sẽ chưa xem được ngay Bởi vì cô cho anh mở thi on online hàng ngày Nên là phải sau 24 giờ đêm của ngày hôm đó Thì em mới có thể xem được lời giải chi tiết như này Ngoài cái phần lời giải chi tiết thì bạn nhớ cho cô đó là Chúng ta sẽ còn cái phần đó là phần video chữa bài Thì sau khi các bạn đã xem lời giải chi tiết các bạn xem video chữa bài Và các bạn vẫn thấy có chỗ nào mà mình vẫn chưa hiểu Thì bạn đặt câu hỏi ở trong cái nhóm Facebook để cô cho anh và các anh chị trợ lý sẽ hỗ trợ giải đáp cho em nhé Bình thường các bạn sẽ hỏi là vậy thì em sẽ phải lộp bài ở đâu và lộp bài như thế nào? Thì bạn thân mến, khi các bạn đăng ký khoa học thì các bạn sẽ được cấp một cái cuốn tài liệu khoa học. Thì cái nội dung của cái tài liệu khoa học đó, đó với cái nội dung ở trên môn này là giống nhau. Ở, chẳng qua là mình có thể hiểu rằng là tài liệu khoa học của em chính là bản cứng. Thì ở đây của cô sẽ là bản mềm. Thì bạn nhớ cho cô như sau này, để mà làm, để mà lộp bài được. Thì các bạn sẽ phải kích cho cô và ví dụ cô muốn lộp bài ngày 30 tháng 5 chẳng hạn. Em nhớ là bài tập này cô cho anh mở theo ngày Tức là đến ngày đó thì cô cho anh mới mở để cho bạn thi thử được Và thời gian làm bài là 60 phút Thế còn cô mở thi từ lúc từ 0 giờ của ngày hôm đó Tới 23 giờ của ngày hôm đó Vậy trong cái khung giờ từ 0 giờ đến 23 giờ Bạn có thể chọn thi bất cứ cái thời gian nào cũng được Nhưng mà nhớ là thời gian làm bài chỉ có 60 phút thôi Nên là nếu như em mở ra em đang làm mà em lại đi đâu đó rồi em quay lại mà hết thời gian thì hệ thống sẽ không cho em làm lại nữa hoặc là em đang làm bài mà em thoát ra thì em cũng sẽ không được làm lại nữa nhá ví dụ này cô muốn làm bài của ngày 30 tháng 5 thì cô sẽ kích vào ngày 30 tháng 5 vào cái bài của ngày bài ngày nào khi em vào làm bài em cũng sẽ phải uh, điền cái mục em sẽ phải 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 điền cái mục số báo danh này em mới vào làm bài được số báo danh là lấy lấy ở đâu đó là khi các bạn vào nhóm thì cô trai sẽ cấp cho bạn số báo danh thì các bạn sẽ vào cái mục danh sách nhóm ở cái bài đăng giới thiệu về nội dung học cũng như hình thức học, nội quy học thì trong cái bài đăng đấy thì cô cho anh có đăng cái danh sách nhóm các bạn kích vào những danh sách nhóm thì bạn sẽ xem được số báo danh của mình mỗi một bạn sẽ có một số báo danh và số báo danh thì không trùng nhau và số báo danh đấy các bạn sẽ dùng để lột bài và cũng là số báo danh để cô cho anh chấm chuyên cần quản lý của các bạn vậy là mỗi một ngày mà khi các bạn làm sao được cô tranh sẽ có cái bảng thống kê và cái bảng cho cái bảng thống kê đó sẽ thể hiện là em số bao danh bao nhiêu được bao nhiêu điểm. Và cô chấm chuyên cần dựa vào cái bảng số bao danh đó. Ví dụ số bao danh của cô là số 1 thì cô sẽ điền số 1 vào cô vào lộp bài. bạn nhớ cho cô như sau này, ở trên mood nó là dạng thi thử online nên là thời gian đồng hồ Đấy, điểm chạy đồng hồ thời gian đồng hồ chạy như này. Và khi mà em chọn một đáp án nào em kích vào đáp án đó và khi em kích vào đáp án đó thì cái đáp án đó của em thì câu đó các em sẽ biến mất và lần lượt như vậy khi mà em sẽ trả lời hết tất cả câu hỏi thì trên màn hình của em trắng em sẽ kích vào cái mục là lộp đáp án này thế là em lộp bài sau nhớ và bạn nhớ cho cô là sau 24 giờ đêm hàng ngày thì mới có đáp án cộng với phần video chữa bài ngoài cái phần bài tập chính ra thì một tuần một buổi cô cho anh sẽ có một cái buổi livestream hỗ trợ Yeah, một cái buổi livestream hỗ trợ giải đáp về thắc mắc trong học tập của các bạn cũng như là giúp các bạn tổng ôn kiến thức và cô có ghi cái lịch học livestream cố định ở trong sách rồi thì các bạn sẽ theo cái lịch học đó. Yeah, sau khi mà livestream xong thì cô cho anh sẽ đăng cái cô sẽ tổng hợp cái video livestream đó và cô sẽ cho vào cái mục tổng hợp live này. Yeah, ngoài cái phần bài tập chính ra thì cô trai anh sẽ có cái phần bài tập bổ trợ. Chứ cái phần bài tập bổ trợ là chủ yếu là cô sẽ tổng ôn lại một nữa về phần ngữ pháp cho các bạn thôi nên là với cái phần bài tập bổ trợ này thì bạn sẽ làm hàng ngày và các bạn sau khi làm xong thì ngày hôm sau các bạn sẽ xem vào cái mục video chữa bài này bài tập bổ trợ không chống chuyên cần nhưng nó là một phần của khoa học và một phần giúp các bạn củng cố cái phần kiến thức cơ bản bài tập bổ trợ khá là dễ nó chỉ có cái mục đích là tổng ôn kiến thức cho các bạn thôi nên là các bạn cố gắng dành thời gian làm hết cái phần bài tập bổ trợ đó nhé ngoài cái phần nội dung đó ra thì ở trong cái khóa này của cô trai lần đầu tiên mà khóa tổng ôn cô cho anh có tích hợp cái nội dung đó là khóa ôn chuyên và khóa ôn học sinh giỏi thì cái khóa ôn chuyên và khóa học sinh giỏi này phù hợp với những bạn có mục tiêu thi chuyên hoặc là ôn thi học sinh giỏi thì ở trong cái khóa này mỗi một ngày cô cho anh sẽ cho các bạn ôn hai phần chợ phần thứ nhất đó chính là cái phần luyện nghe trong cái phần luyện nghe thì một tuần chúng ta học 5 ngày thì cô cho anh sẽ để cái cấp độ luyện nghe là Ngày thứ nhất là cấp độ A1, ngày thứ hai cấp độ A2, ngày thứ ba cấp độ B1, ngày thứ tư cấp độ B2 và ngày thứ năm là cấp độ C1. Ở trong cái lộ trình luyện thi của cô Trang Anh thì ở tất cả các khóa đều có khóa ôn thi chuyên ôn giỏi. Chứ ở trong khóa tổ ô đề của chúng ta cũng có khóa ôn trường học sinh giỏi. Sang cái khóa tự đọc hiểu cũng sẽ có khóa ôn trường học sinh giỏi. Sang cái khóa tiền giải đề cũng sẽ có khóa ôn trường học sinh giỏi. Vì vậy mà cái 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 phần bài này cô Trang sẽ xây dựng theo cái hệ thống lối giữa các khóa với nhau thì ở cái mức độ nghe của cái khóa ôn chuyên học sinh giỏi cho cái khóa tổ ôn này cô Thì mức độ nghe nó sẽ nhẹ nhất Thế còn sang cái khóa tự động hiểu thì nó sẽ là nghe theo chủ đề tuần của chúng ta Thì sang khóa tiền giải đề thì mức độ nghe nó sẽ khó hơn Thế còn đến cái khóa giải đề thì chúng ta sẽ nghe một cái đề hoàn chỉnh Giống như trong đề thi chính thức của bạn Thì ở trong cái bài tập hàng ngày của khóa ôn chuyên học sinh giỏi Sẽ có cái phần đó là phần luyện nghe Vậy thì cái phần luyện nghe này các bạn sẽ mở cái mục hướng dẫn nghe ra và các bạn sẽ xem cái cách luyện nghe và chúng ta sẽ áp dụng theo cái cách đó bạn như đây đây sẽ là đề nghe này ở dưới sẽ là cái phần video các bạn sẽ kích vào đây để các bạn luyện nghe có thể có tua đi tua lại được và phần thứ hai đó chính là cái phần bài tập thì ở cái khóa tổng ôn này thì cô cho anh sẽ chú trọng vào những cái dạng bài tập mà có trong đề thi của em nhưng mà nó ở cái mức độ gọi là mới đăng kiến thức gọi là tổng ôn kiến thức thôi thì mức độ đề thi nó khá là nhẹ nhàng thôi nhưng nó chưa khó như khóa tiền rời đề hoặc những khóa sau đó thì cô sẽ chú trọng vào các dạng bài là dạng bài viết lại câu, dạng bài dùng từ, dạng bài mà hoàn thành câu sử dụng từ gợi ý Hoặc là cái dạng bài về từ loại, dạng bài về đọc hiểu, dạng bài về chia động từ Nói chung là tất cả những cái dạng bài có trong đề thi của em thì chúng ta sẽ được ôn trong cái phần nội dung này Thì chúng ta cũng sẽ làm bài, các bạn có thể kích vào cái mục kết quả thi bởi vì với cái dạng bài tự luận thì môn không hỗ trợ làm trên hệ thống vì vậy mà các bạn có thể sau khi các bạn làm xong ấy thì ở cái phần này thì các bạn tải tài liệu về các bạn kích vào cái mục là download tài liệu này các bạn tải tài liệu về các bạn làm Và sau khi các bạn làm xong thì các bạn sẽ kích vào cái mục kết quả thi thì các bạn kéo xuống thì bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ có đáp án cho các bạn kiểm tra luôn chứ các bạn không cần phải đợi đến bài của ngày hôm sau em nhé bạn thân mến vậy đây là toàn bộ cái nội dung của cái khóa tổng ôn từ vựng ngữ pháp số 10 Cô nghĩ rằng là với cái khóa này thì nó sẽ không còn phải là cái khóa bỡ ngỡ với các bạn nữa Bởi vì đa số các bạn đã học qua khóa chuyên đề mới bước sang khóa này rồi Vì vậy mà nếu như trong cái quá trình học mà các bạn có bất cứ vướng mắc gì Thì các bạn có thể đặt câu hỏi trong nhóm để cô và các anh chị trợ lý sẽ hỗ trợ giải đáp cho các bạn Ngoài cái phần hỗ trợ giải đáp thắc mắc trong nhóm kín ra Thì cô cho anh còn có nhóm chat để cho các bạn mà tiện trao đổi với nhau nữa để các bạn sẽ đọc kỹ cái mục hướng dẫn đó ở trong cái bài đăng trong khóa học của mình nhé. Tạm biệt các bạn.